Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay tôi sẽ làm một cái video có tên Chồng bỏ đi rồi, làm sao ly hôn. Thưa quý vị và các bạn, tôi muốn đùa vui vui cho quý vị và các bạn, để quý vị và các bạn tránh những cái video nó mang tính chất khô khan và một chút hài hước. Tại vì để mà chuyển tải những cái thông tin về luật đến quý vị và các bạn thì cực kỳ khó khăn. Hôm qua thì có một cái em mà đến văn phòng tôi, em bảo rằng là chồng em đã bỏ đi khỏi địa phương từ 15 năm. Và trong suốt 15 năm đó thì em một mình để mà nuôi con. Cũng xin nói thêm là trường hợp của chồng em là như thế này. Em ở vùng quê ngoại thành và anh này thì ở ngoài Bắc, và khi vào miền Nam thì anh được ở miền Nam và anh có hộ khẩu ở miền Nam. Thì khi anh có hộ khẩu nhập vào hộ khẩu của vợ, và sau những cái cơm không lành canh không ngọt thì anh đã bỏ đi. Thì em đã nhiều lần về đến cái địa phương của anh, và thậm chí là có cái nguồn tin là anh đã đi ra nước ngoài nữa. Và em đã đi tìm, thậm chí đi nước tận nước ngoài để đi tìm mà không có tìm được cái địa chỉ của em. Sau khi mà nghe em trả lời hỏi và trả lời về trường hợp của em, tôi thấy rằng đối với em đó là một trường hợp dài, đủ dài. 15 năm cho một cái tuổi trẻ đã qua, đó là một cái điều mà chúng ta cũng cần phải suy nghĩ. Và 15 năm cũng đủ để cho chúng ta hiểu được rằng cái tình cảm nó đã phai nhạt giữa vợ và chồng. Thì em kể với tôi rằng là hộ khẩu của chồng em thì vẫn đang ở nhà em. Em đi về ở ngoài Bắc thì em lại không, bố mẹ chồng bảo rằng là không biết nó đi đâu, mà hình như nó ở Hàn Quốc. Và không cung cấp được cái địa chỉ chính xác. Sau khi tư vấn thì tôi có hướng dẫn em hai cách. Hướng dẫn em, thứ nhất, nếu trong trường hợp em muốn ly hôn thì em phải có địa chỉ nơi cư trú tại Hàn Quốc hoặc ở nước ngoài đó, để chúng ta sẽ nợ một cái đơn khởi kiện có yếu tố nước ngoài. Trong trường hợp thứ hai thì em phải làm cái đơn tuyên bố vắng mặt tại nơi cư trú hoặc thậm chí là mất tích. Và sau khi hoàn thành cái thủ tục tuyên bố mất tích thì em sẽ làm tiếp một cái giai đoạn gọi là ly hôn. Thưa quý vị và các bạn, thực tế thì có rất là nhiều những cái trường hợp phát sinh mà văn phòng đã rất là khó khăn khi chọn lựa. Tôi bảo em rằng là em bảo là tại sao người ta đi mà mình ở đây mình phải chờ và mình phải đi ly hôn, mình phải cực khổ thế. Các bạn trả lời cho tôi đi. Thực ra thì trong tận sâu đáy lòng, một cái người phụ nữ đã một thân một mình nuôi con, còn bây giờ vì một cái lý do nào đó họ muốn bước thêm một bước nữa, nhưng sự cản trở của luật hôn nhân và gia đình, và cái chính đó là cái giấy chứng nhận kết hôn để làm cái rào cản. Và tôi cứ cười bảo chứ rằng là nếu như trong trường hợp chồng bỏ đi rồi thì em làm sao ly hôn. Nếu em đến văn phòng tôi không được thì thấy em bắt đền văn phòng tôi. Và em cứ bảo vệ cái lập luận của em, cho rằng là người đi có lỗi và em là người không có lỗi. Luật là thế đó quý vị và các bạn, có thể chúng ta không thể nào giải thích được. Tôi cứ cười vừa an ủi, vừa động viên và vừa hướng dẫn em theo quy định của pháp luật. Tôi nói rằng nếu trong trường hợp em không có điều kiện thì em hãy đến với văn phòng và tôi sẽ giúp em theo cái quy định về tuyên bố một người mất tích. Thưa quý vị và các bạn, điều 68 của Bộ Luật Dân sự
nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nói rằng trong trường hợp một người nào đó biệt tích trong thời gian 2 năm mà đã tìm hết mọi phương tiện thông tin đại chúng mà vẫn không có được cái thông tin của người đó, thì những người có liên quan có quyền yêu cầu tuyên bố mất tích. Thưa quý vị và các bạn, tôi chỉ dừng lại ở cái yêu cầu tuyên bố mất tích mà thôi. Về việc để mà có được một cái yêu cầu mất tích thì chúng ta sẽ có xác nhận của ủy ban, của công an, của nơi người đó có hộ khẩu thường trú, rằng người này không có mặt tại nơi này từ 2 năm trở lên. Và sau này chúng ta sẽ làm một cái đơn đến cái tòa án nơi cái người này có hộ khẩu thường trú, và trong đơn đó chúng ta sẽ ghi cái mối quan hệ nhân thân của chúng ta với người đó. Ví dụ bây giờ trong trường hợp cái em này thì em là vợ của cái anh A, thì anh này đã biệt tích tới nay đã hơn 15 năm. Một cái quá trình dài hơn 15 năm để mà em tuyên bố một cái người này, người chồng của em mất tích. Thì sau khi tuyên có cái đơn yêu cầu thì tòa sẽ xét cái yêu cầu này. Thì tôi cho có hai cái vấn đề chúng ta cần phải quan tâm. Đó là chúng ta sẽ đưa trên cái phương tiện thông tin đại chúng, tức là chúng ta đăng báo trung ương, báo đài và báo giấy. Những cái chi phí đó nó cũng không nhỏ đối với những cái người mà không có điều kiện. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay tôi chỉ đùa một cái tựa đề chồng bỏ đi rồi làm sao ly hôn. Và hôm nay văn phòng tôi sẽ trả lời cho quý vị và các bạn, sau khi hoàn tất cái thủ tục tuyên bố mất tích thì một lần nữa người vợ trong cái vai trò này sẽ làm cái đơn ly hôn. Thì sau khi mà có cái quyết định của tòa án thì người này sẽ nộp đơn ly hôn và tòa sẽ xét đơn phương ly hôn trong trường hợp này rất là nhanh, thưa quý vị và các bạn. Thực tế thì văn phòng có một cái vụ nó cũng tương tự như vậy. Thưa quý vị và các bạn, cái vụ này thì một cái cặp vợ chồng, khi mà người chồng bị trong một cái vụ án hình sự và em bị tòa án tuyên với cái mức hình phạt là 3 năm. Thì người vợ trong cái ở cái hồ sơ này họ vẫn chờ chồng ra để mà đoàn tụ. Tuy nhiên vì những cái mặc cảm của cái thân phận một cái con người tù tội thì người chồng đã ra đi và họ không có một cái gọi là trở lại với gia đình xưa. Thì buộc lòng người vợ sau 5 năm đã nộp đơn ly hôn tại tòa án. Tại thời điểm này thì không thấy anh ở đâu hết. Thì cô vợ này có nộp đơn tại nơi của anh này có hộ khẩu thường trú. Và sau khi tìm không thấy thì tôi đã giúp em. Và sau khi tìm không được thì tòa đã trả đơn ly hôn vì không tìm được cái người chồng. Tiếp theo thì một cái giai đoạn sau đó thì em đã cung cấp cho tôi rằng là ông chồng em đang ở quận 8 thành phố Hồ Chí Minh, và sau đó thì ông chồng em ở quận 6 thành phố Hồ Chí Minh, và tiếp tục là ông chồng em ở quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Thế đấy quý vị và các bạn. Tuy nhiên tất cả những cái nơi mà tòa đã được nộp đơn vẫn không thể giải quyết được vì không có xác nhận rằng người chồng đang cư trú tại nơi đó. Và cuối cùng tôi nhớ rất là rõ là khoảng 6 năm em trở lại với tôi và em bảo rằng là em quyết định chọn con đường tuyên bố mất tích. Và văn phòng tôi đã giúp em hoàn tất một cái thủ tục tuyên bố mất tích sau hơn 6 năm. Và cuối cùng cái giai đoạn sau thì văn phòng đã giúp em đơn phương ly hôn để mà em được giải thoát được cái án chung thân trong hôn nhân.
Thưa quý vị và các bạn, trong cái cuộc sống thì chúng ta, những người không am hiểu pháp luật là những người thật là khó khăn. Tôi có nói với cái em mà 15 năm chồng bỏ đi, tôi nói giá như khi có những cái điều kiện đó thì khoảng 3 năm, 5 năm gì đó em đã có những đủ cái điều kiện, hội đủ cái điều kiện thì em hãy đến tư vấn. Và khi em cần, và sau đó em cần một cái bản án ly hôn để sau này khi cần thiết thì em sẽ cần và sử dụng tới nó. Em bảo với tôi rằng hiện tại em rất cần cái bản án ly hôn, rất cần cái giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để em bước thêm một bước nữa kết hôn. Và tôi cho rằng đó cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên rằng bây giờ để bước đi một bước nữa thì rõ ràng đó là một cái điều cần phải yếu tố thời gian. Thưa quý vị và các bạn, trong cái chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta, tôi mong muốn truyền tải đến toàn thể những người xem video này một cái nội dung. Trong trường hợp quý vị và các bạn cần ly hôn mà người chồng của mình đã bỏ đi biệt tích quá 2 năm thì quý vị và các bạn hãy cố gắng làm những cái hồ sơ để mình chuẩn bị cho mình những cái tư thế sẵn sàng. Nếu sau này mình có một cái cuộc sống mới thì chúng ta sẽ sẵn sàng trưng ra những cái giấy tờ cần thiết để tránh những trường hợp